chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem vlog của mình nha. Hôm nay mọi người hãy cùng mình đi xem không khí giáp Tết ở đảo thì như thế nào nha. Đây là một siêu thị ở trên đảo nè. Đảo Đông Sơn là một huyện của thành phố Dương Châu, tỉnh Phúc Kiến. Đảo này có hình dạng con bướm cho nên người ta còn hay gọi là đảo bướm nữa. Về lịch sử thì theo như mình tìm hiểu thì ngày xưa quân đội Nhật Bản đã phát động 3 chiến dịch tấn công đảo Đông Sơn. Vào ngày 11 tháng 7 năm 1939, ngày 23 tháng 8 năm 1939 và lần cuối cùng là ngày 12 tháng 2 năm 1940. Mặc dù là cũng có khá nhiều giải thưởng về du lịch nhưng mà theo như mình được biết thì cũng không nhiều người Trung Quốc biết đến đảo này đâu. Chủ yếu là các bạn trẻ kiểu như là chịu khó đi tìm những chỗ mới lạ thì họ mới biết tới thôi. Người dân ở đây thì là người Mông, ngôn ngữ chính của họ là tiếng Mông Nam, là ngôn ngữ địa phương đó nha mọi người, chứ còn bình thường thì họ vẫn có thể nói được tiếng phổ thông. Tuy đều là dân tộc Hán nhưng mà người Hán tại Phúc Kiến thì có tính đa nguyên cao về ngôn ngữ và văn hóa. Lý do là vì địa hình đồi núi với nhiều đợt nhập cư đến từ miền Trung Trung Quốc, cho nên là Phúc Kiến là một trong những nơi đa dạng nhất về ngôn ngữ trong số các khu vực người Hán trên toàn quốc. Người ta có câu nói là nếu bạn đi 5 dặm tại Phúc Kiến thì văn hóa sẽ biến đổi, và nếu bạn đi 10 dặm ngôn ngữ sẽ khác. Người Mân là nhóm Hán lớn nhất tại Phúc Kiến, nhưng mà ngôn ngữ thì lại còn chia ra thành Mân Bắc, Mân Đông, Mân Trung, Mân Nam, tiếng Phủ Tiên và tiếng Thiệu Tương nữa. Công ty mình cũng có hai anh chị đồng nghiệp là vợ chồng với nhau, đều quê ở Phúc Kiến luôn. Hồi đầu mới vào công ty mình thấy lạ là tại sao không có thấy hai người nói chuyện tiếng địa phương với nhau mà lại nói tiếng phổ thông. Sau này thì mình mới hiểu về cái sự đa dạng ngôn ngữ của Phúc Kiến đó mọi người. Anh chồng thì nói tiếng Mân Bắc, còn chị vợ thì lại nói tiếng khách gia. Mà đều ở chung một thành phố luôn mới ghê chứ. Lúc đầu mình dí theo xe ông bà này nè, mình tưởng là vợ chồng. Ai dè đâu là ông chỉ là người lái cái xe đó thôi, bà là người khách. Hôm mình tới chỗ này là 26 Tết thì mình thấy mọi người đang phát quà từ thiện ở đây nè. Trước đó hình như là mọi người đã có lên danh sách rồi phát phiếu rồi, cho nên là các cô chú chỉ có tới đây đưa phiếu và nhận quà thôi. Cái xe điện này nhìn dễ thương ha mọi người, ở đây thấy nhiều lắm luôn á. Khu chợ này mình vừa mới đi vào sáng nay, 30 Tết luôn đó mọi người. Ở đây người ta không có tập tục chưng mía như là ở Vân Tiêu, người ta chỉ mua về ăn uống vậy thôi à. Lúc này ở trong chợ kẹt xe nên mấy anh cảnh sát vô giúp giảm ùn tắc nè. Mấy ngày này đi đâu đâu cũng thấy bán pháo với lại pháo hoa hết á. Ý, đây là gà cúng nè mọi người. Mình thấy người ta mua bánh này nhiều lắm nhưng mà mình không biết là bánh gì hết á. Mấy bữa trước mình không có thấy mọi người đi mua nhiều như thế này đâu. Hôm nay chắc ngày cuối rồi cho nên mọi người tranh thủ đi mua mấy cái đồ về để treo với lại dán ở nhà. Chỗ cái miếu nhỏ đó là mọi người cũng mua mấy cái lồng đèn nhỏ nhỏ treo ở đó luôn. Đây là xe của các cô lao công đi gom rác nè. Còn xe này là xe đưa đón học sinh. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.